Chào các bạn, hôm nay tôi xin cho các bạn thấy rằng một cái bài học của chúng tôi, đúng không? Bài học của chúng tôi là khi mà chúng tôi mua một số ít thôi, may mà không là nhiều đấy, các cái V thanh V đục lỗ lắp ghép này, giá kệ này để sử dụng cho việc là làm các cái dàn trồng rau. Mặc dù thì mới đầu là trông có vẻ rất rẻ tiền mà mua rất là rẻ, nhưng trên thực tế khi lắp vào ấy, thì chúng tôi buộc phải sử dụng rất nhiều cái thanh dàn khác nhau, thì cuối cùng là giá nó cũng không có gì là rẻ hơn so với lại cái hệ thống dàn sắt như thế này, dàn sắt hộp cả. Thì ở đây là ví dụ như là những cái thanh sắt này ấy, là bên trong là lõi sắt và bên ngoài là sơn tĩnh điện màu trắng, đúng không? Được sử dụng chưa đến một năm thì đã rỉ hết cả như này rồi, đấy, xui hết cả lên như này, chúng ta có thể dùng tay cậy ra được rất dễ dàng. Đấy. Thì cái loại sắt như thế này thì tôi khuyên các bạn là không nên mua và không nên sử dụng. Chúng tôi nghĩ rằng có khả năng là những đơn vị sản xuất là những đơn vị từ Trung Quốc hoặc là do Việt Nam tự gia công. Đấy. Cho nên là và những cái sắt này có thể là những sắt tái chế. Nên là cái việc sử dụng cái sắt này nó nhanh chóng bị rỉ, chất lượng cực kỳ kém. Đấy. Cho nên là cái bài của chúng tôi là gì? Tuyệt đối là không được sử dụng cái thanh V mà có lỗ này để lắp dàn rau, và kể cả lắp các giá kệ cho các cái cửa hàng của chúng tôi sau này. Xin chào, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.